Hi, xin chào các bạn, lại là Lâm Hoàng đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Lâm Hoàng. Và hôm nay Hoàng xin chia sẻ cho các bạn 7 phút tập cardio tại nhà giúp cho chúng ta đốt mỡ toàn thân, dành cho các bạn nào mới tập để chúng ta có được một vóc dáng tốt và hệ miễn dịch mạnh mẽ. Và như các bạn cũng đã biết, mỡ không chỉ làm mất thẩm mỹ trên cơ thể của chúng ta, ngoài ra nó còn làm chậm và làm ảnh hưởng đến hệ miễn dịch bên trong cơ thể của chúng ta. Nếu như các anh chị mong muốn mình cải thiện được sức khỏe và vóc dáng của mình, hãy cùng với Hoàng tập 7 phút này nhé. Thank you.
Tuyệt vời không ạ? Và Hoàng rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hoàng, và đừng quên nhấn like và chia sẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.